Mến chào quý vị, đây là chợ cổ ở trên Sài Gòn. Hôm nay mình đi vào chợ cổ tham quan khám phá xem mà có bán đồ gì. Đây, phiếu vào cổng 30.000. Phiếu này đổi ăn uống nè. Địa chỉ của chợ thì 311 xe 27 nơi Trăng Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Số điện thoại, Facebook. Giờ mình đi vô ha. Đi vô coi chợ cổ sao. Phiếu mua rồi nha. Dạ. Phiếu lấy mới kêu đi ra. Mấy thúng mấy dầu tiền luôn nhiều khách này mà thank you.
lát tôi quay lại. Trời ơi, đụng mình muốn khóc. Mà tôi mua có 1 triệu 2 á. Bán thử cái kìa. Bán thử cái nào á. Cái mà nó luôn dây mà xanh xanh không nhớ hả? Nhà nó ngồi sao bán đi nhờ. Rồi, thấy à. Không, nó chửi là mình phục biệt là
nhiều quá vậy chị? Cho anh lấy luôn. Tôi nói mã anh lấy luôn. Trước giờ anh nói quỷ vô, quỷ vô. Thôi động nó làm cái gì mà nó đổi. Cái gì mày nói? Đổi luôn, quỷ vô. Quỷ vô. Hay Thank you.
Thank you.
không như cái chỗ vừa nói thôi không thấy thôi chứ không có lên tiếng vậy. Nếu 200 đi 100 đi không có em cũng làm gì đó anh cũng buôn bán. Mấy câu nhỏ à? Nghe điện nghe
ok ha. Lâu để chắc may được luôn không? Không biết còn dùng được không? Này đồ đồng quá trời. Cái này có hộp của nó. Đây là có hộp của nó. Cái này bao nhiêu? Này còn dùng được hay là cắp điện à? Tôi chú quý vị lại nha. Ôi, 800 mua hơn, không mua đâu. Mua để bán.
mua để bán nhé mày. Đâu được rồi, tao mua để bán. Tao có mua để bán mà không có là lỗi cho mày. Nó nợ sẵn rồi. 800 là mua nè. Cao quá rồi đấy, mua cho một bộ. Có cô nào nhiều rồi. Nhưng mà anh phải chơi chạy em chạy. Cứ học có chơi chạy không có dám chạy đâu. Rồi 20 đô tiền năm. Ủa chị nhét thợ tiền cho em chưa? Hát. Ok. Anh sao? Tạo trên Facebook hình thôi, nó rừng nó chạy. Cái đó 500 em mới lấy á. Phiên bản đặc biệt đó, New York nè, thành phố New York á.